2, 1, bắt đầu. Đào bắp, đào bắp. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi. Xuống chỗ đồ đông lạnh á. Lấy cái lẩu. Ê, cái này, ok. Is this one? You sure? Đào cô về, không phải. Có bao nhiêu cái? 5 cái rồi, đúng không? Tôi làm 2 cái rồi. Cô nhìn xem con, cô biết cái nào đậu que, cái nào đậu đũa không? Đậu que, đậu đũa. À, đậu que. Con còn mua đậu que. Ok, cảm ơn cô. Đậu que, đậu que. Cái đó, không phải là cái đó. Không, màu xanh mà, không có dầm. Cô về đậu que, yes. Yes, đậu que đó. Ok, một cây. Bây giờ tôi có mua piaga, mega, benga. Lên. This beef, this guy. Fast. Cái này là bao nhiêu? 35. 29. Mình phải mua những cái nó rẻ, cheap. The skin is here. We have to put the liver and the stomach. Mua bên này nè. Mua theo gói chứ không có được mua rẻ, không có được mua lẻ. Anh ơi, cho em hỏi á. Ở đây mình bán chỗ nào bán da gà với lại mề gà? Chỉ có duy nhất vậy đây không? Dạ, em không biết cái nào anh chỉ em được không? Anh chỉ giúp em cái nào rẻ nhất. Skin, liver and stomach. Cái em cần. Skin, liver and stomach. Anh, cái này là mề gà đúng không? Lòng gà. Lòng là à, lòng gà em cần cái mề. This is mề gà nè. 32. Lòng gà 29. Lấy cái đó. Lòng gà trong đây nó gồm có. Dạ, xin được gồm có gan gà, nó có mề luôn. Gan gà không có là ta không có. Không có da, không có bán rời da gà. Dạ không anh, không anh, đóng kiểu đóng sẵn thôi. À vậy thì mình phải mua cái đùi xong rồi mình lóc da ra. Mua cái đó để coi cái nào rẻ nhất. 27.770. Không mua đâu, sao mà lửa này mới nhiều quá em. Dạ. Lửa quá vậy. Nè rõ thiệt á, nè mua đồ không nên lựa cái gút đít này, nó mở nhiều quá nó không muốn ngon. Biết chưa? Yeah. Nó tươi tươi một chút đi. Sao mà dở vậy? Không, nhà lại trong đó có mề, có đầy đủ luôn. Tính tiền giùm anh nè. Cái này đậu que phải không? Thì đậu que phải không? Ủa, đi cắn đâu vậy? Cái này không phải đi cắn luôn hả? Dương. Hey! This. How's it going ready? Oh my god, we have to check this one out. Cảm ơn. Này. Cảm ơn chú. Và cảm ơn. I think this is very cheap. Dạ cảm ơn. Where you go? Run. Cảm ơn. Không có cái nữa. Go. Let's sell this. Ah, ok. No, the picture is not like that. Bây giờ mình thấy làm sao? I will open my wrist. Why are you scared? We need more. Shuffle. No. Just do your job. Em để anh làm cho. Wow. Anh ơi, em xin tiếng miếng dầu. Ây da. À. À. Be careful. Hai đội phải kiểm tra độ ngon của cái món của cái bạn. Bây giờ mời bạn giám khảo ra đây. Bếp trưởng và hai bếp phụ sẽ chấm điểm cho từng món một của hai đội. Bây giờ da gà nướng. Món bên này thì chiên thì hơi bị quá lửa nên đâm ra nó hơi đắng. Món này ăn
bên đây này thì nó sẽ nhiều mỡ hơn. Uh-huh. Ăn người ta có cảm giác có vị nó hơi béo và nó ngán. Còn bên đây á, thì nó giòn, ít mỡ. Thì em thích bên đây hơn. Mua đồ không nên lựa cái gút đít này, nó mỡ nhiều quá nó không muốn ngon. Biết chưa? Yeah. Nó tươi tươi chút đi. Thế là bây giờ mời ban giám khảo chấm điểm trước hết là Karik với Mai Wen. Hai người còn Thành Thức và Mai Nông. Một, hai người. Thế là món đầu tiên cả hai đội được điểm. Bây giờ mình đến món thứ hai, gan gà nướng. So bad. This is so bad. My fault. I can't handle it. Thì nó món bên đây á, thì nó chín quá, nó gọi là khét. Khét. Còn bên đây á, thì nó chưa có chín. Bên đây chín quá rồi. Còn bên đây á, thì có lẽ là mình chín tới. Bây giờ mình bắt đầu từ món của Thanh Thức và Mai Năng. Hai người, còn món của Karik và Mai Wen. Đây, Mai Nông được điểm thôi. Món thứ ba, đậu bắp nướng, Thanh Thức và Mai Nông trước. Karik và Mai Wen. Thanh Thức và Mai Nông trước. Hai người, một người thì không. Còn trăm điểm cho món của Karik và Mai Wen. Một người lại là Thanh Thức với Mai Nông được thêm điểm nữa. Bây giờ mình đến môn thứ 5 của hai đội. Anh cố tình bỏ nhiều dầu mè vô để cho nó có hương vị. Còn đây là nướng mộc. Karik và Mai Wen. Ba người luôn. Bây giờ mấy cảnh anh chị chấm điểm cho món của Thanh Thức và Mai Nông. Không ai. Kết thúc cái nhiệm vụ nấu nướng. Trước hết cả hai đội mang ra đồ ăn cùng lúc với nhau, thế là được 2 điểm. Sau đó ban giám khảo chọn 5 món của Thanh Thức và mấy món của Karik, 3, thế là 7 điểm với 5 điểm. Nhưng mà mình có một phần mà chưa kiểm tra, còn cái hóa đơn mua hàng. Bây giờ bên tay phải của Adi là hóa đơn của Mai Nông và Thanh Thức là tổng cộng giao 16.070 đồng. Còn của Karik về Mai Wen có 2 hóa đơn. Hóa đơn đầu tiên là 11.052 đồng. Hóa đơn thứ hai là 57.285 đồng. Thế là tổng cộng của Karik là 68.337 đồng. Hơn đội của Thanh Thức 1.000 đồng. Thanh Thức về Mai Nông được thêm 3 điểm.